ảnh chụp bằng IPHONE6 đoạt giải cao tại Mỹ, VN Express số hóa. Trong quá khứ, ảnh chụp từ iPhone từng chiến thắng nhiều cuộc thi. Tuy nhiên, việc một thiết bị 5 năm tuổi như IPHONE6 đoạt giải lại là chuyện hiếm. Trong cuộc thi nhiếp ảnh thường niên của Friend of the Columbia God, bức ảnh chụp bởi tác giả Colin Wright đã được chấm cao nhất. Friend of the Columbia God là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Portland, Oregon, Mỹ được thành lập để bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên vùng hẻm núi sông Columbia. Các giám khảo đánh giá cao bức ảnh của Wright. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, từ sương mù, sự ẩm ướt, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, nó thể hiện sự huyền diệu, đa dạng và năng động, cũng như sự hồi sinh sau những sự cố đau thương. Giám khảo Kimberly A. C. Winson, giám đốc truyền thông Mayer Memorial xuất nhận xét. Theo Wright, cô đã ghi lại khoảnh khắc đẹp bằng iPhone 6 vào ngày 3 tháng 9 năm 2018 trên cung đường Nick Eaton nơi từng xảy ra vụ cháy Eagle Creek vào năm 2017. Tác phẩm hiển thị cảnh mờ ảo nơi núi rừng cùng những hàng cây vươn lên thẳng tắp. Cuộc thi nhiếp ảnh Friend of the Columbia góp tổ chức năm thứ tư, được xem là một trong những giải thưởng uy tín tại Mỹ. Các nhiếp ảnh gia có thể gửi các tác phẩm dự thi theo các thể loại văn hóa, danh lam thắng cảnh, động vật hoang dã, hoa dại và nhiếp ảnh gia trẻ, không giới hạn thiết bị chụp. Năm nay, cuộc thi nhận được 352 bài dự thi. Bảo Lâm, theo Chín to 5 mắc.